này thiện hiện thí như người con trai hoặc người con gái mang bình đất chưa nung đi lấy nước hoặc ở sông hoặc ở ao hoặc ở giếng hoặc ở suối hoặc ở cây ngòi nên biết bình này chẳng bao lâu sẽ tan rã vì sao vì bình ấy chưa nung chín chẳng thể đựng nước được kết cục bị tan rã này thiện hiện cũng như thế có thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa đối với quả vị giác ngộ cao tột dù có tín có nhẫn có tịnh tâm có thâm tâm có ưa thích có thắng giải có xả có tinh tấn nhưng chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng nhiếp thọ phương tiện thiện xảo hoặc chẳng nhiếp thọ tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không nội hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh hoặc chẳng nhiếp thọ chân như, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Hoặc chẳng nhiếp thọ thánh đế khổ, hoặc chẳng nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo. Hoặc chẳng nhiếp thọ bốn tịnh lự, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc chẳng nhiếp thọ tám giải thoát hoặc chẳng nhiếp thọ tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ hoặc chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ hoặc chẳng nhiếp thọ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm đực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát không hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc chẳng nhiếp thọ mười địa bồ tát hoặc chẳng nhiếp thọ năm loại mắt hoặc chẳng nhiếp thọ sáu phép thần thông hoặc chẳng nhiếp thọ mười lực phật hoặc chẳng nhiếp thọ bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp Phật bất cộng hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không quên mất hoặc chẳng nhiếp thọ tánh luôn luôn xả hoặc chẳng nhiếp thọ trí nhất thiết hoặc chẳng nhiếp thọ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà La Ni hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam Ma Điện hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả hạnh đại bồ tát hoặc chẳng nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thì này thiện hiện nên biết các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa ấy giữa đường suy bại chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột mà thối nhập địa vị thanh văn và độc giác